Xin chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đã có trên tay chiếc máy Samsung Note 20 Ultra 5G. Thì cái máy này là phiên bản của sách tay của thị trường Hàn Quốc. Đây, máy rất là to và đẹp. Màn hình cũng rất là đẹp. Đây, máy mới sách tay bên Hàn về. Thì máy này hiện nay đang bị khóa mật khẩu các bạn nhé. Đây, thì bây giờ bên mình sẽ đi tiến hành phá mật khẩu của chiếc Note 20 Ultra 5G này. Thì ngoài ra bên mình còn nhận phá mật khẩu, phá tài khoản Google cho tất cả các dòng Samsung khác như là S8, Note 8, S9, Note 9, S10, Note 10, Note 20, vân vân, S20. Thì các dòng Samsung mới mà bây giờ bị khóa mật khẩu ấy, nó cũng sẽ chặn các bạn tắt nguồn nhé. Khi các bạn tắt nguồn nó cũng đòi mật khẩu luôn. Và cũng rất là khó để reset được máy. Thì bây giờ mình sẽ đi tiến hành phá mật khẩu của chiếc máy này nhé. Để chạy lại phần mềm bằng máy tính OK để cho nó phá cái mật khẩu của máy đi, và đồng thời đã sẽ đưa về cái bản Zoom mà nó dễ phá cái tài khoản Google. Thì những cái dòng như cái con Note 20 Ultra mình cầm trên tay đây thì nó không có Android thì thấp nhá, nó đã là Android 10 rồi, bảo mật rất là cao, và bây giờ nó sẽ chặn cài APK các thứ nhá. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục phá cái tài khoản Google nữa là xong. Mình đã phá xong cái tài khoản Google của máy, bây giờ máy đã vào bên trong sử dụng bình thường. Lát nữa mình sẽ đặt lại từ cái đặt một lần nữa thì là máy sẽ trắng 100% nhá, sẽ không có một cái tài khoản hay mật khẩu nào trong máy cả. Đây thì nói chung là các bảo mật của Android thì vẫn mở cửa hơn là các bảo mật của iPhone. Cái chi phí giá phá cái dòng các dòng Android thì nó cũng rẻ thôi chứ nó không cao tiền như iPhone. Đấy, bây giờ là máy họ sử dụng hoàn toàn bình thường nhé. Thì bên mình là Đoàn Áp Zoom, dịch vụ sửa chữa phần mềm điện thoại. Thì bên mình nhận là phá mật khẩu các dòng điện thoại này, phá iCloud, phá tài khoản Google, hoặc là đối với các dòng Samsung Hàn Quốc thì bên mình có nhận độ 2 SIM cho các dòng Samsung Hàn Quốc, phá mật khẩu các dòng Android như là Oppo, Vivo, Huawei, Xiaomi, Realme, vân vân. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.